Chào. Liều đi lên nè, review cho các bạn xem chứ thật chỗ này thấy ghê quá các bạn à, nó có vẻ bong chóc hết trơn rồi nè các bạn, không biết có đảm bảo không nữa. Em bây giờ đi xa một tận tay, em bây giờ như xa một tận tay, tháng 12 trời còn mưa hồ, em vẫn vẫn đứng lặng thờ cuối đường. Dạ, kêu tiểu nhị cho ba ly cà phê với một chàng trai đẹp. Đủ. Ôi, không đẹp. Có rồi, có rồi. Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Xe Đây. Chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn trong video tiếp theo của ngày hôm nay. Hiện tại chiếc xe đang có mặt tại khu trung tâm du lịch vườn quốc gia Tràm Chim của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đây là quang cảnh phía trước của vườn quốc gia Tràm Chim các bạn. Vườn quốc gia Tràm Chim nằm cách trung tâm của huyện Tam Nông khoảng 2 km các bạn. Nằm cặp quốc lộ như thế này ta cũng thuận tiện di chuyển bằng ô tô đến đây các bạn. Ở nơi đây thì mình đổ xe miễn phí nha các bạn. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2024, cũng là ngày của cuối tháng. Giờ mời các bạn cùng theo chân chiếc xe cũng vào nhau tham quan khu vực của trung tâm vườn quốc gia Tràm Chim này trước. Đây chỉ là trụ sở thôi, còn mình vào đây thì mình phải mua thêm vé để tùy theo cái tuyến đường mình đi á các bạn. Mình đi tham quan khu vực vườn Tràm Chim nha các bạn. Mình cho các bạn cùng xem bên trong này có những gì nha. Ở mấy bên tay phải thì chiếc xe thấy bán các cái mặt hàng sản phẩm được làm ra từ khu vực vườn tràm các bạn. Cụ thể giống như là mật ong này các bạn. Còn có các loại bánh để mình ăn vặt các bạn. Bên trong có những chiếc nón lá. Đó, rồi thêm nữa thì các mặt
hàng sản phẩm về sen, giống như là trà tâm sen, gói sen này các bạn, rồi có hạt sen đó nha, còn có cá khô, là một trong những loại đặc sản của miền Tây sông nước, mà đặc biệt nhất là ở tại cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long của nói chung, ở riêng ở tỉnh Đồng Tháp có cá lóc đồng nha các bạn, còn có cá lồng tông, còn có những chiếc khăn gằn các bạn, làm chất của người miền Tây Nam Bộ nha. Đây còn có những chiếc nơm này các bạn của người miền Tây xưa ưa dùng cái này, ông bà mình nè, để mình bắt cá các bạn. Có nón các bạn, mình tới đây nếu không có nón thì mình có thể mua mấy cái chiếc nón giống như thế này các bạn, mình để đội. Bên trong còn có quần áo bà ba, hoặc là có thể cho thuê luôn nha, cũng được nha các bạn. À, bên trong mình thấy có mấy chiếc xe mới vừa đổ khách xuống các bạn. Bên đây còn có bán chugi, trái sari, còn có hạt sen, còn có ngó sen, còn có mận các bạn, khoai cao gì đó, các bạn món bánh ăn vặt ăn nhanh. Dạ em chào anh. Dạ anh bán thịt xiên que, nem nướng, chuối, chuối nướng giống chuối cao quá anh. Chuối sáp anh. Chuối sáp hả? Dạ. Dạ, hộp gà, khoai mì. Dạ. Lúc này thường thường cái khu vực này thì trong vòng cái tháng mấy là được đông khách hơn á anh? Mấy tháng hè. Mấy tháng đi hè ha. Tháng này mình có ghi nhận xíu đồ đỏ về chưa anh? Bây giờ em không có gành đó anh. Tại vì nó ngay bên vườn gia ta biết chẳng nên ta đâu có phổ biến gì biết. Dạ dạ. Em cảm ơn anh. Đó. Mình vào cái khu vực cái nhà giống như cái núm này các bạn. Ở trung tâm nha là trưng bày những cái mô hình, những cái sản phẩm của khu vực cái vườn quốc gia này như thế nào nha. Alo, ai kêu đó? À. Đi chim chung team mình còn có hai, bên đây là có hai chị xinh đẹp. Hello, xin chào các bạn. Dạ. Dạ. Dạ, mình đến từ đâu hả chị? À, đến từ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình. Hôm nay mình đi vườn quốc gia Tràm Chim mình chơi. Dạ, đi theo chị còn có hai anh chị bên đây nữa. Ồ. Anh chị xinh đẹp. Bên đây trưng bày các sản phẩm mô hình từ khu vực vườn quốc gia Tràm Chim mình cho các bạn xem sơ qua nha. Phía trước màn hình thì các bạn có thấy hai con xíu đầu đỏ các bạn, là một trong những loài chim quý hiếm được bảo tồn trong sách đỏ. Các loài bướm này các bạn, đây là mấy cái biểu tượng vẽ trên những cái trứng chim. Đây là được mô hình được thu nhỏ giống như loài chim hoang dã, gồm có trứng nở, có chim con, có cò các bạn, có những cái tổ chim này nha. Còn bên đây thì một trong những loài cá ở tại khu vực Tràm Chim này được bảo tồn, cá sặc bướm, là cái sặc thường của mình đó các bạn, cá he vàng. Đây là có cá gô đồng các bạn. Cá chèn bầu. Đây là cá chèn bầu các bạn. Cá lóc đồng. Cá gô phi. Cá thác lát cờm các bạn. Có cá tai tượng, cái này cá chê trắng, con này lấy cái chê trắng mà nó trắng tươi luôn á, chứ không phải cái chê trắng cái chê dừa mình thiên nhiên đúng không anh? Cái này chắc cá chê bà tạng hay gì, không biết phải không nữa. À, hay là con vẹm các bạn, con vẹm này giống con chan chan ha,
À, đây là con vẹm nha. Đó là cá chép vàng. Nghĩ sao con này với mình nhất? Không khác à. Nhìn thấy con vẹm nè, nó có cái mai nè, có cái ghè thấy không? À. Còn con với mình là con vẹm, là con trang trang. Nó không có cái mai nè, không có cái ghè này. Đó. Đây là một trong được bảo tồn. Đó, đây là con hến. Của mình có à? Có, của mình có. Cua đồng thì của mình có luôn. Ốc mình có luôn. Ốc bu đen có luôn. Ốc, ốc lát. Ốc lát mà cái này chắc nó ngủm cua đeo hay gì rồi. Thấy nó khô, nó vàng vỏ luôn rồi. Là mình thấy cái khu du lịch này là vắng khách. Nhưng mà tại vì ở đây không phải là trung tâm, không phải là cái địa điểm để người ta tham quan. Đây là cái mô hình rút gọn lại những gì mà có được ở trong rừng tràm. Khách tới đây tham quan thì họ chỉ tới đây rồi mua vé đi chỗ khác, vô rừng tràm. À, trong đây cũng như vậy thôi, thì mời các bạn cùng ra máy bên ngoài tham quan phía trước mà dùng với chiếc xe TV nha. Đây là khu vực bán vé các bạn. Dạ cô đợi con chút xíu. Quầy. Đây là quầy bán vé các bạn. Mua vé con. Mua vé. Tiền của bạn đâu có xài đâu. Nhiêu ạ? Chị đợi em tí này. Cho các bạn tham khảo cái giá vé trước nha. Đây là cái giá vé tham quan tại vườn quốc gia Tràm Chim. Bên đây là lộ trình tham quan các bạn. Có nghĩa là mình tình ở đây mình mua vé xong mình di chuyển bằng thuyền giống như cái này nè các bạn. Anh di chuyển qua đây bên em. Mình mua từ vé mình đi chung hay là mình thuê thuyền ha anh trai? Dạ đây bên em tính là chuyến hả? Chuyến hả? Dạ. Chuyến bên em đi từ 1 đến 10 người. 1 đến 10 người là nếu người ta thuê nguyên cái thuyền luôn thì sao hả? Bên em có hai lộ trình để mình lựa chọn, em có thể tham khảo bằng giá. Lộ trình 12 km mình đi và về trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi. Và giá là 700.000 cho một phương tiện, bên cạnh đó là phí tham quan 20.000 đồng. Một sùng bên em thì đi từ 1 đến 10. Ví dụ rồi, như anh di chuyển ngay luôn thì mình làm thủ tục mình đi, mình bao nguyên chuyến mình đi. Mình bao nguyên chuyến là 700.000. Dạ. 700 với lại phí tham quan của anh là 720.000. Còn nếu mình đi hùng với nhau thì 10 người đi thì người 70.000. Dạ như em tư vấn trên nó phương tiện xuồng là 700 cho lộ trình ngắn, khoảng 1 triệu cho lộ trình dài. Thì phí tham quan như người thì mình cứ tính theo. Cộng thêm 20.000 người nữa. Dạ. Cảm ơn anh trai. Là mỗi người cộng thêm phụ thu 20.000 tiền tham quan nha các bạn. Còn chiếc thuyền phương tiện thì mình thuê lộ trình ngắn thì 700.000 một thuyền. Một mình bao một thuyền cũng được, mình chỉ cần trả 700 cộng thêm 20.000 tiền thăm phí tham quan là ok nha các bạn. Còn lộ trình dài thì mình thuê 1 triệu. Đây cô, mấy cô có bán khóm nè các bạn. Mía, có được rất là nhiều đồ ăn vặt nha. Và cô ơi, cô làm cái gì tỉ mỉ vậy? Dạ, em đang đổ bánh kẹp. Đổ bánh kẹp mà sao tỉ mỉ thủ công quá các bạn. Các bạn nhìn nè. Cái đó mình để cho dầu hay gì hết cô. Để đừng cho dính ha. Và đó là bột. Cô một cái bánh kẹp này mình bán cho du khách là bao nhiêu tiền hả cô? Dạ, 2 cái 15 ngàn. Ở một cái trung tâm địa điểm vườn quốc gia du lịch nổi tiếng mà chỉ có 2 cái 15 ngàn thì cái giá này nó không có mắc đâu nha các bạn. Chỉ một cái chỉ 7.500 thôi, còn mình đi ra chợ thì cũng có 5-6 ngàn cái rồi các bạn. Nó dày vậy hả cô? Nhiều bột vậy hả? Đúng rồi các bạn ơi, dày quá, dày gấp đôi cái bánh mà mình thấy đổ ở ngoài chợ các bạn, một đống bột luôn này vậy nè. Cái bánh này dày khoảng chắc khoảng 1 phân đó các bạn. Công phu quá, nhìn cô ấy chét cái bánh các bạn, nâng niu cái bánh thôi kìa. Mình thấy người ta đổ thì đổ ào bột vô, người ta sơ sơ người ta đậy lại thôi, còn con này cô nâng niu cái bánh. Nhìn cái cách của cô ấy đổ thôi thì mình thấy 15 ngàn thì quá. Nó không có mắc lắm đâu các bạn. Rồi chúc cô mua may bán đắt nha. Dạ. Đây là còn có bán mấy cái thức ăn nhanh cho mấy các em bé nhỏ đó các bạn. Cùng với bánh tráng trộn các bạn, xúc xích, bánh lỗ tai heo, bánh phồng tôm. Còn đây thì có cái quầy nước uống. Bên trong đây thì có một quán cà phê các bạn. Còn bên ngoài cũng vậy, có bên ngoài thì có mấy cái bàn để mình tới đây mình sáng nước thì mình ngồi ngoài đó mình uống luôn các bạn.
Còn ngoài đó thì có cái hàng xe điện, nếu mà một lát nữa mình di chuyển mà tới cái địa điểm mà để xuống thiền đó các bạn, mình thích đi bộ thì đi bộ, còn không thích đi bộ thì mình có thể lên xe đó mình chở mình đi tham quan trên đường bộ hoặc di chuyển tới cái xe điện nha các bạn. Còn khu vực bên kia là khu vực nhà vệ sinh. Rồi ở đây thì cũng chỉ vậy thôi, bây giờ mà các bạn cùng theo chân chiếc xe cùng nhau xuống thiền để đi tham quan nha. Đấy này ha. Lịch trình ngắn thôi anh ha. Tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi hả? Đi về tiếng rưỡi đó. Anh muốn đi cái gì? Chung đó. Đi chung. Đi chung thuyền. Chung thuyền hả? Anh làm vlog gì? Vlog mua sách chim vậy nè. Đi để coi, để quay nói cho dễ. Nè, sách chim. Rồi rồi, rồi biết rồi. Đóng không cần nhìn luôn. Chuyên nghiệp luôn. Anh số lời cũng khác khác. Cái này là xuống là đưa cho có người dẫn chia sẻ cho mình có con điện cho nó bóng. Đó, có một bà chị che dù xinh đẹp. Đẹp từ đó giờ luôn. Đẹp từ đó tới giờ. Đi đâu mà cũng vậy. Em mới nhìn cái lưng chị tính là 18 thì tuổi mặt 80 nè. 81 bà ơi. 81 chứ không phải 80. Đây là di chuyển là thiền khoảng 100 mét đó các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy dưới mấy cái đó là các bãi đậu thiền người ta nha. Cái này có thể khu du lịch chằm chim đường mòn chim hoang dã nè các bạn. Di chuyển bằng đường bộ á các bạn mà đều đâu gào lại tắm chùm đi nha. Hello cả nhà. Thuyền này trước cái mười mấy hai chục người nhưng mà. Đúng rồi anh. Dạ à, đúng rồi. Đây là chiếc thuyền kéo nè các bạn. Chắc lẽ là đặt một cái máy xe các bạn. Team của mình xuống thuyền hết rồi các bạn. Trái đồng bộ luôn. Có cái nào cầm tay trái nữa không? Kỳ luôn. Đó, hai người chỉ mang theo hai chai nước thôi. Nãy uống còn dư đó. Bữa này bữa gì hả chị? Bữa da xanh. Bữa da xanh. Vậy đi vô tí không? Hỏi vậy đi vô cho con rồi.
đang làm video không ạ? Mùa này mùa khô các bạn, cho nên khi mà về cũng rất là nhiều nha các bạn. Hy vọng lần này mình sẽ được quay thấy chim nhiều cho các bạn xem nha. Lần trước mình đi mình quay ngay cái mùa nước nổi, các bạn chim bỏ đi hết à. Lần này thì cái cô đó có nói là có ghi nhận xíu đầu đỏ về. Đây các bông súng như thế này là nhiều lắm nè các bạn. Nước ở đây thì không có trong nha các bạn, nước đục nha. Tại vì đây là đất thiên nhiên của cái rừng tràm, các cái màu của lá tràm đổ ra các bạn. Trong đây là khu bảo tồn của quốc gia nên phía dưới này thì cá đồng rất là nhiều nha các bạn. Xa xa phía bên trái các bạn thấy đó là năng nha, đó ruộng năng dưới rừng tràm. Cho nên cái mùa khô á, mùa nước cạn á, xíu đầu đỏ nó mới về nhiều. Chứ cái mùa nước nổi thì nó đâu có mò được, đâu có bắt được cũng năng á. Chiếc thuyền này người ta dùng hai cái ghe tâm bản các bạn, người ta ghép lại nha. Đây là một phần của bên cái ghe này các bạn, còn bên đây cũng là một cái phần cái ghe, cái ta đóng hai cái này liền với nhau, có cái sề giữa các bạn. Hai bên thì có hai băng này, có lẽ là một cái chiếc thuyền này sức chứa chắc khoảng cỡ 15 người được nha các bạn. Mà team mình đi thì có 6 người cho nên cũng rất là rộng các bạn. Đi cũng khá xa các bạn, mình chưa thấy được chim nha. Hy vọng hôm nay mình sẽ thấy được những con chim quý hiếm để quay cho các bạn cùng xem ha. Bưởi quay hương Tam Bình, đây là bưởi da xanh của bà chị xinh đẹp mới vừa gọt xong. Giờ mời các bạn cùng ăn bữa với cả nhà mình nha.
giờ mình di chuyển cũng 1/3 đoạn đường rồi các bạn, vẫn chưa ghi nhận được con chim nào quý hiếm nha các bạn. Không biết lần này chiếc xe đi có xui giống như lần trước không. Lần trước thì ghi hình cho các bạn xem mà không thấy con chim gì buồn thì lúc đó ngay mùa nước nổi, còn bây giờ là mùa nước rút rồi, nước tháng này tháng 2, tháng 3 các bạn. Con sông này thì rất là nhiều bông súng và năng như thế này nè các bạn. Cánh đồng năng hình như cũng mới vừa ai đó mới vừa đốt xong hay gì các bạn, hoặc là nó tự cháy gì đó các bạn. Nhìn nè, đó, nó mới đâm chồi lên nè các bạn. Xa xa tuốt tuốt trong kia mình cũng vẫn chưa có nhìn thấy con chim nào nha các bạn.
đi mà không có con chim nào mình xuống đây mình nhổ con súng đem về ăn chứ. Bây giờ cũng đi gần nửa đoạn đường mà chưa thấy con chim nào hết trơn. Trốn hả? Có con chim mà có hai con chó. Giờ không có chim có chó được được không? Đây chắc có lẽ là một cái chốt của cục kiểm lâm đó các bạn. Hy vọng bên bờ này mình sẽ bắt gặp được cái con gì đó cho các bạn xem nha các bạn. Chàm này chắc cũng cỡ mười mấy hai chục năm hết rồi. Hôm nay đâu có người ở hôm nay. Chỉ có mấy một góc có cái chốt kiểm lâm ta ở là giữ rừng thôi à.
có cầu cũng đúng gì nè các bạn. Coi được con chim cực khổ quá các bạn ơi. Hay đi xem chàm nha. Đây muốn kiếm được con chim khó quá đúng không? Buổi chiều à, chiều mát hả? Giờ này 11 giờ trưa các bạn. À. Chuột đồng hay chuột đồng, chuột chàm ha.
ngoài thì cái được cái bờ ngoài là có ông tôi vẽ hay gì các bạn. Cái bờ ngoài là tràm lâu năm các bạn. Còn phía bên trong các bạn thấy không, là đa số là trồng tràm mới trồng không nha các bạn. Mấy cái cây lớn chắc thấu tiêu hết trơn không thấy nữa. Các bạn nhìn vô sâu sâu chút trong nha. Chỉ có được hai bên mé này là tràm lâu năm thôi các bạn. Đó, bên trong các bạn nhìn thấy ông tràm con không à. Cái bên đây cũng vậy các bạn. Các bạn nhìn nè, ruốc trong nè. Hai con le le các bạn. Con đó nó đang giữ con. Thầy con nó ở đó kia kìa. Cho nên nó thấy mình nó sợ. Nó bay gần gần cho mình được nó. Ví dụ mình đi ra khỏi thầy con nó. Bây giờ mới gặp được hai con le le các bạn. Nó đang trốn trong góc đó các bạn. Nó đợi mình tới nó mới đi nghe các bạn, chứ nó không có đi trước nha. Giống như nó đang dụ mình đó các bạn. Đó các bạn thấy không kìa, đó kìa. Nha. Theo lẽ ra nó phải bỏ chạy nha. Đó, theo lẽ ra nó bỏ chạy rồi. Ở trên kia hai con nữa là bốn con nữa.
trước cũng có hai con đang lội các bạn. Đi hết 2/3 đoạn đường này các bạn. Đây mình thấy có được hai con cò không ạ? Có hai con cò đang đậu đó bạn. Đây có một cái trạm dừng lại muốn ăn uống gì ở đây nghe các bạn. Mình đi tiêu tiểu gì trên gì đó thì nói với cái anh lái thuyền là anh sẽ ghé ở đây.
Rồi, chúc gia đình vui luôn. Hành lý quý khách tự giữ lấy. Đây, mình cho các bạn xem thị trấn giữa rừng tràm. Một dòng thì đây có cái nhà hàng các bạn. Và trong đây thì view sơ sơ cho các bạn cùng tham khảo qua trước khi đến đây. Đó, bên trong này thì như thế này nè các bạn. Không có bàn ghế giống như thế này ha. Mình ăn uống gì thì mình dựng lại đây ăn uống. À. Trên này có cái chòi, có bàn ba cái ghế. Hai ba cười, cười bự, bự nữa. Câu cổ ba rồi nắm tay rồi. Câu cổ, một cái ba hung rồi hung nha. Một, hai ba. Ủa sao quay lại? Rồi một, hai ba cười bự, bự bự. Rồi một, hai ba cười. Bự chút xíu nữa, cười bự nữa. Mà con được từ chó. Cháy rừng tàn phá mọi thứ, hãy chung tay không để xảy ra cháy rừng. Cục Kiểm Lâm tỉnh Đồng Tháp. Điểm dừng chân C4 các bạn. Vườn quốc gia Tràm Chim. Hãy là người du khách có trách nhiệm. Thuộc khóm 4 thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đây là cái đài. Cái đài quan sát nha các bạn. Xíu đầu đỏ các bạn. Giờ mình lại đằng kia lên trên cái đài quan sát mình ngắm nhìn toàn cảnh ở khu vực này này. Đâu có nguyên cái đài lớn đó mà. Đâu khỏi này thứ kia kìa, xích kia chút kia kìa. Qua wow, đây có cây ô môi luôn. Ô môi. Đúng rồi. Tại đó kìa, mình lên cái đài quan sát. Nhìn toàn cảnh ở đây đây. Đây nè, xích mình nó tới kìa.
nắng quá các bạn ơi, quá nắng luôn. Đây là cái đài quan sát các bạn, để mình lên trên đó cho các bạn cùng ngắm xem toàn cảnh ở nơi này nha. Cao như thế này các bạn, bước chân luôn nha. Có mệt cũng gắn lên cho các bạn xem. Lần trước mình cũng có đi mà mình không có lên đây các bạn. Wow, nhìn nó có vẻ cũ kỹ quá. Đây là được một bậc thứ nhất rồi các bạn. Tới đọt tràm luôn các bạn. Rồi mình lên, tiếp tục lên trên nữa nha các bạn. Này là trái gì không biết nữa. Cái này chắc không ai dọn, không ai lên hay gì các bạn ơi. Nhìn thấy nó quang siêu du vậy các bạn, chắc không ai lên là gì á. Hai bậc lên. Thấy là cái ghê quá. Tầm liều. Đi lên nè. Review cho các bạn xem chứ thật. Trên này thấy ghê quá các bạn. Nó có vẻ bong chóc hết trơn rồi nè các bạn, không biết có đảm bảo không nữa. Mình cảm thấy nó cũng không an toàn cho lắm các bạn ơi. Thôi mà mình đi xuống các bạn ơi. Cái này có vẻ là lâu lắm rồi, cho nên mấy cái đường này các bạn thấy nè, cây cối gì người ta một ôm sùm, chứng tỏ rằng cái này chắc cũng lẽ là không có người lên đây hết các bạn. Mình tính lên leo chút trên nữa mà thôi, thấy ghê quá. Các bạn thông cảm nha. Thôi không được đâu mấy đại ca ơi, em cảm thấy nó không được an toàn, nó hiu lắm, mấy cái tay vịn mà nó bung ra hết trơn rồi, sắt nó ở trên kia nó cũ kỹ quá mà cây cỏ nó mọc lum giống như không có người lên chứ. Em mới lên được hai bậc em đi xuống, dạ thấy nó không được an toàn cho lắm. Đó cây cỏ vậy đã mọc bít chịch trên đó chưa, chắc cũng không ít có người leo lên hay gì á. Rồi nó không quan tâm, nó bỏ luôn nè. Cái này nó chắc là liền phải rồi. Nó sập xuống rồi giờ. Nó sập xuống rồi, cái này bỏ luôn. Trời ơi, nhìn cái nhà vệ sinh thấy gớm luôn các bạn. Hàng năm không có ai vô đây nữa các bạn. Wow, tốt nhất là không nên dừng lại ở đây này nha các bạn.
không có gì bên đây chứ. Bên kia con cây có được cái cây bồng dây. Cái đoạn này cũng gần lộ nè, cũng có lộ. Không cái này. Cái này là cũng gì ra ngay góc á. Ngay góc ngoài đầu ngoài kia nó gào lại vậy. Cái chỗ mình làm cái ghế đó mà nó không cho mình đi xe. Bỏ nó vô mình đi dưới này với đào nè. Cho đi xe mình ấy đi sao thu tiền. Bởi vậy. Ai nuôi được mấy vịt thả kìa. Vịt ra vịt đuôi nha. Vịt trời nó nhỏ hơn vịt đó, nó vịt mình. Đấy là vịt nuôi hả? Rồi. Cái vịt mình nó lớn đó, vịt trời nó nhỏ xuống rồi. Vịt trời hồi nãy nó bay bay mình quay nãy giờ đó. Vịt trời đó. Như cái con gì đó này gào là chắc đuôi câu chị á các bạn, chắc là vịt á, vịt nó đi rồi, chắc mày nhìn thấy cái lợi xong các bạn. Thị trấn Bổ Quang giữa rừng tràm. Phá cửa luôn. Thấy à, có gì vui không? Vui thì không vui nhưng mà cũng được. Bình thường cũng được. Vì gì đâu có đông người đâu vui. Không có đông người. Không. Thứ hai có chim nhiều không? Ít quá. Ít quá, mình không nhìn thấy đúng không? Không. Nắng quá nó trốn rồi. Nắng quá trốn rồi. Lần sau à, mình có đi thì đi buổi sáng sớm. Đi sáng sớm. Hoặc là chiều mát. Đúng rồi. Đúng. Đó. Còn mấy đi mùa nước nổi. Mùa nước nổi không có con chim luôn. Dạ không. Lần trước trong video là trước em đi ngay mùa nước nổi. Hy vọng lần này là thường thường là trong ra viên này là có xíu đồ đỏ về nè, mà sao mà mình không thấy con nào hết trơn. Có đi tốt 10 giờ 11 giờ mình đi. Đi chưa chiều tối mình tới.
có 5 giờ mình xuống đây mình đi có 4 giờ mát chắc trời nắng về chú ở trong trong bụi rồi nè, nắng mát nó mới ra ngoài nó ăn à, chắc là có lẽ là vậy. Ăn đó nó có bán cà phê không? Không có biết, chắc có quá. Để uống đi. Dạ, kêu Tiểu Nhị cho 3 ly cà phê với một chàng trai đẹp. Đủ quá. Thôi không làm. Có rồi, có rồi. Rồi bây giờ mình xuống thuyền đi về thôi. Hèn gì, đố ngay nhà có chồng luôn vậy cũng đố nữa. Quỳnh Anh màu vàng với cái ánh nắng chói chang này mình nhìn chói mắt lắm. Đó, còn là nghệ sĩ không nghe các bạn. À, rồi, rồi chúc bạn may mắn lần sau. Lần sau đem dàn karaoke theo. Xuống cái cầu này nhớ xuống nhớ ôm lên cửa hàng. Ai đi được đi nhưng có người phải vịn nha. Ông không vịn chiều nay về biết tay tôi. Đặt đặt làm màu hả? Dạ, đủ rồi. Rồi, thuyền xa bến đổ. Có bãi chim ở ngoài cái mình dạ, ok. Thiệt không? À, không ăn là cũng tính tiền rồi phải không? Đúng rồi. Đồ, mua không xài cũng hơn chán. Không xài cũng hư. Mà xài riết là thấy mòn. Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau. Em khóc giọt nước mắt làm sao em ngăn được. Em bây giờ như xa một tận tay. Em bây giờ như xa một tận tay. Tháng 12 trời còn mưa hồ. Em vẫn quân đứng lặng thờ cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau khi trái tim không cùng chung suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Em cứ đi và thôi em cứ đến. Em tôi ơi, tình nghĩa có gì đâu. Nếu là không lưu luyến bụi ban đầu. Tình chỉ đẹp mơ mang cơn gió chiều. Và vai này em sẽ yêu ai. Tình ngàn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn để gửi về người con gái anh yêu. Để gửi về người con gái yêu anh. Lầm nghe phong bồ tình lâm xa.
một cha theo từng là nó điền không biên giới như tình anh với em ở xa những gì và để bắt gặp rồi nè, có bài chim rồi các bạn. Mình hơi xa, mình phóng to lên gì cho các bạn cùng xem nha. Hình như là mấy con cúp núm đó các bạn. Có hai con trâu bay cọc cọc trên cây các bạn. Bạn ai nhìn kỹ dưới đó nha. Trên có con cầu quắm rồi các bạn.
xanh xanh nơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ. Mắt em u sầu là cả một trời thơ. Không gian nghe tình rồi tình mong sao tương lai đường chẳng ta cùng bước. Biết đây gặp nhau lần lần xa thế gian, lần xa mưu thường đằng tay trần gian. Đây hình như có một lớp cầu cá các bạn. Có một chiếc thuyền này đi phía sau rồi các bạn. Chào. Đó là như là hai chiếc thuyền bằng sắt các bạn. Ở đây mình thấy có bông sen kết hợp với bông súng rồi các bạn. Ra trong đó có mấy chiếc cầu các bạn. Và các bạn nhìn theo tay của chiếc xe có mấy chiếc cầu đó nha. Tới bên phải chim luôn các bạn ơi. Có thể bên phải chim luôn nè, nhìn nè. Xa tuốt ở trên cái chóp đỉnh ngọn cây đó các bạn. Các bạn nhìn nè nha. Không mà điều xa quá có lẽ là mình không zoom tới cho các bạn xem nha. Rất là nhiều chim nè các bạn.
Nè có con việt à các bạn. Con ngao cao à con. À, có con việt, có chích kè. Có cò ma, có cúm núm. À, gồm kể cả cò trắng luôn nha các bạn. Còn mấy thì mấy con quất nữa nha. Đó, còn con đậu trên cây mà cái mỏ dài dài đen đó là con loài còng cọc. Có lẽ xa quá các bạn cũng không có nhìn thấy rõ nha. Thì cái màu của con chim nó đen rồi kết hợp với cái bùn đất ở dưới đen nữa thành ra các bạn chắc có lẽ là các bạn xem thấy dây thù lùi nha. Các bạn xa quá các bạn không phân biệt con là con nào là con nào nha. Mấy con mà các bạn thấy ớt trên xanh trên cái đầu có chớp là đỏ nha. Đó là mấy con chích nha. Hốn to nó lên gấp 5 lần các bạn mới nhìn thấy thì nó quá xa nha các bạn. Mình thấy ở đây đa số là khoảng 70% là chim chích các bạn. Lấy thuyền này tới bãi chim thì anh ra chậm chậm lại các bạn để cho mình cùng quan sát. Mấy anh bên đó chắc ngồi nhậu qua gì đó các bạn. Này mình dùm mau gấp 4 lần các bạn. Đó các bạn nhìn thấy không, con ướt trên xanh nè, cái đầu đỏ đỏ đó. Mình dùm ra gấp 4 lần đấy, cho các bạn xem nha. Cái thật xa lắm các bạn. Mấy con chim ruộng nữa, mấy con vỏ vẽ ốc cao nữa các bạn. Qua wow, rất xa có con cò quắm nữa các bạn. Có con việt nữa các bạn. Đó các bạn thấy không, nó còn màu trắng trắng đứng rồi. Chích cò, chích ghé là không. Con cò gần là con cầu cò ma các bạn. Có hai con vịt trời. Có hai vịt trời đứng cặp đó các bạn.
cuốc xa xa, các bạn nhìn thấy cái đài quan sát cho đó không, là về tới điểm đích rồi các bạn. Đó, cuốc xa xa cái đài đó các bạn. Đây thì rất là nhiều sen nè các bạn. Còn là sen trắng không nha. Xem có một cái thuyền của du khách nha. To quá các bạn. Nhóm người câu cá các bạn. Đây đem cơm về tặng luôn các bạn. Chắc có lẽ là mua vé tham quan hay gì đó, không biết sao đó các bạn. Khu bảo tồn này sao thấy cũng có rất nhiều người giờ đây câu cá được các bạn. Ở bên trước đó quẹo qua tới chỗ cái đài quan sát đó là kết thúc một chuyến đi nha các bạn. Các bạn xem nha, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ chiếc xe quá nha các bạn. Nhớ cho chiếc xe một like với nha. Thật ra mình cũng không biết như thế nào các bạn, mà lần
lần trước mình đi thì mình quay cũng không có bắt gặp được chim nhiều các bạn. Lần này cũng vậy các bạn. Đây có con cọc đang đứng chờ mồi nè các bạn. Đó, anh đứng trên cái gốc cây giống vậy đó các bạn. Rồi tới nơi thiền cặp bến.
hàng của ai nó nhận kìa. Đây có cái cầu đi bộ như thế này các bạn, đi qua lộ nha, để cho du khách tới đây tham quan muốn đi qua lộ thì đây cầu này rồi mới đi xuống ra bến thuyền. Bên thì có du lịch quán cà phê nguyên chất, pha máy, pha phin, ẩm thực đồng quê, câu cá giải trí và lưu niệm đặc sản cho thuê hội trường các bạn. Vào đây mình review cho các bạn cùng xem bên trong quán như thế nào ha. Quán tanh như chùa Bà Đanh luôn. Đây có cái đài phun nước. Mà cái đài này lạ lắm nha các bạn. Cái đài này nó bể. Cái đài này lạ lắm nha. Ở xa này mấy cái cần chòi. Kiếm gì ai biết mà kiếm gì. Rồi team mình quyết định ra vào đây uống ly cà phê nha các bạn. Đó. Có một cô chủ xinh đẹp cầm cái bia ra. Thực đơn du lịch quán. Có quán nhậu rồi các bạn, khoai tây chiên, chả giò, củ gì, lụm ốc, hấp, ốc luộc gì nè. Nhiều lắm nha. Hết đi, hết luôn. Trời ơi, hết xong rồi đi gì đâu. Đây nè, cái đây là đầu bếp nè, lưới chọn được. Đó, đầu bếp đó. Đầu bếp. Cái này là món này là món gì chứ? Đậu hũ chiên xả. Đậu hũ chiên xả. Món này tươi không à. Không có món. Này là ốc, ốc hấp tiêu. Nè. Đây là cái gì nè? Khoai tây chiên. Còn ở đây chả giò gì đó, chả giò củ sen, chả giò củ sen đó. Ủa chị có đăng sao? Ủa sao kỳ ta, mấy chiều sáng giờ mình không có à? Ủa sao kỳ vậy, buổi sáng giờ mình không thấy mà ừ điện bà Dung vậy hả? Đưa bà cho bà đi lẫn vô nào chị chả hay luôn á chứ. Vô vậy. Nó là đăng mà mình sáng giờ vậy là mạng sao có ta? Ủa sao nãy đâu chị nào? Không có. Em ở đây nhà, đây chủ nhật nhà nè. Số lại đi. Chiếc xe cũng đã review hết khu vực khu du lịch Tràm Chim nha các bạn. Rồi chiếc xe xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có thấy thích video này thì cho chia sẻ xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Giờ thì xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nha.